Chương 5. Trời đã sáng hẳn, Vương Tiểu Thư mở toang các cửa phòng ra, thấy phía ngoài vẫn còn yên lặng. Hôm qua, tỳ nữ và những người giúp việc trong nhà làm lụng vất vả nên còn ngủ cả. Họ cho rằng những cặp vợ chồng mới cưới bao giờ cũng say sưa trong giấc mộng tình tối tân hôn. Nếu dậy sớm quá sẽ làm tan giấc nồng của họ. Cho nên, mặc dầu trời đã sáng, một bầu không khí tịch mịch vẫn còn bao phủ khắp dinh tể tướng. Vương Tiểu Thư không muốn đánh thức con hầu, tự đi lấy nước rửa mặt rồi đích thân hâm một chén trà nóng đưa cho Ngọc Lâm. Thầy uống một chén trà. Giờ này cô để tôi về chùa được chưa? Ngọc Lâm nhìn ánh nắng xuyên vào cửa sổ, từ chiếc ghế đứng dậy. Chúc cô vui, Mạnh, tể tướng và phu nhân ở bên kia, tôi không tiện đến để từ biệt, tất cả xin nhờ cô nói hộ. Đừng, tôi thiết tưởng thầy hãy đợi tôi bẩm cha mẹ đã, lúc đó thầy về cũng chưa muộn. Đêm qua, những lời đạo vị, thiết tha của Ngọc Lâm rót vào tai nàng. Vương Tiểu Thư thấy những niệm tình ân ái trong một lúc đã lắng xuống, song giờ đây, trước nét mặt tuấn tú của Ngọc Lâm, nàng lại chỉ thấy người tu hành trẻ tuổi đó là một người con trai có hình hài đẹp đẽ, chứ nàng không thấy một tâm hồn cao cả, trong trắng, mắt nàng lại long lanh ngấn lệ. Nếu cha mẹ cô không bằng lòng cho phép chúng ta được như thế thì sao? Ngọc Lâm tỏ vẻ băn khoăn và lại ngồi xuống chỗ cũ. Ngọc Lâm băn khoăn không phải vì sợ cha mẹ nàng không cho phép, nhưng thầy sợ sóng tình trong lòng nàng chưa lắng hẳn. Bây giờ thầy có thể thoát thân về chùa, song nếu Vương Tiểu Thư cứ ôm mối si tình, tưởng nhớ thầy rồi ống lại thì chắc gì thầy đã được yên thân. Bởi thế trước khi về, thầy muốn thử lại tình cảm của nàng. Thầy muốn ngọn lửa dục tình trong lòng nàng phải được dập tắt hoàn toàn, thì thầy mới yên tâm ra về. Ngọc Lâm, tuy tôi không nên ràng buộc thầy, song tôi không hiểu tại sao tôi cũng không muốn xa thầy. Dầu sao Vương Tiểu Thư vẫn là người con gái, tình cảm của nàng sau khi đi niệm hương đêm qua và bây giờ khác hẳn. Câu nói của nàng đã chứng tỏ nỗi lòng băn khoăn của Ngọc Lâm. Cô lại để cho tình cảm cám dỗ và trói buộc rồi, cô vẫn chưa thể vượt hẳn ra ngoài cái lưới tình cảm. Tình cảm si mê thường đưa con người đến chỗ nguy hại. Không phải Ngọc Lâm không biết yêu đương, thầy cũng như muôn vạn người khác. Trước vẻ đẹp tình tứ của Vương Tiểu Thư, thầy cũng thấy lòng rung động. Nhưng thầy hơn người ở chỗ thầy có một sức mạnh tinh thần vững chắc, lý trí của thầy thường sáng suốt, tỉnh táo và thầy luôn luôn nhớ câu, quay đầu lại trăm năm già quách, sẽ chân ra muôn kiếp giận hoài, nên thầy khắc phục được tình cảm một cách dễ dàng. Vương Tiểu Thư cúi đầu trầm tư, nàng lại bắt đầu bị quay cuồng trong trận gió lốc tình cảm. Nàng yêu chân lý nhưng cũng yêu Ngọc Lâm, nàng muốn nắm được cả hai trong bàn tay nhỏ bé của nàng, bởi thế qua một phút im lặng, nàng tỏ bày ý kiến mới của nàng. Ngọc Lâm, tấm lòng nhiệt thành vì đạo và tinh thần cầu chân lý của thầy tôi hiểu lắm, và tôi cũng đã thừa nhận, tôi không ăn năn, tôi không muốn ép buộc thầy phải nhận điều mà thầy cho là khổ. Hiện giờ tôi chỉ nguyện theo dấu chân của thầy, vậy xin thầy hãy nghĩ đến tôi, thầy đi rồi, một mình tôi đến nơi nào để xuất gia thành đạo? Giả sử có nhờ quyền thế của cha mẹ đưa đến một ngôi chùa to lớn nào đó cũng được đấy, song xuất gia mà không có người chỉ dạy, không hiểu Phật Pháp, thì xuất gia có ý nghĩa gì? Nếu thầy muốn, tôi sẽ cho cấp một ngôi chùa để thầy trụ trì, khỏi phải trở về với chức vị hương đăng khó nhọc ở chùa Sùng Ân nữa, thầy nghĩ sao? Điều đó không thể được cô ạ. Sao không? Thầy đừng lo, sức tôi có thể nuôi thêm 5-7 người để trong năm quét dọn trong chùa, mà không dám phiền đến ai đâu. Vương Tiểu Thư hiểu lầm ý câu nói của Ngọc Lâm. Ý tôi không phải thế. Ngọc Lâm cảm thấy vấn đề thật khó đối phó. Thầy còn lo ngại gì? Lúc đó tôi xin đảm đang hết, tôi chỉ mong có chỗ nào không hiểu, tôi có thể nhờ thầy chỉ dạy, vậy xin thầy thương tôi mà nhận lời thỉnh cầu đó. Vương Tiểu Thư vẫn chưa hoàn toàn gỡ được mối si tình. Việc đó không hợp với tinh thần xuất gia học đạo, đã phát nguyện xuất gia, không thể chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình, vả lại sống chung như thế không tiện, xin cô đừng nghĩ vậy. Thầy nói thế có nghĩa là từ nay về sau thầy sẽ không muốn nhìn thấy tôi, có lẽ nào là con người đáng sợ đến thế. Vương Tiểu Thư cảm thấy lòng tự trọng của mình bị thương tổn, cho nên giọng nàng chua chát. Không, không phải thế, cô đừng hiểu lầm. Ngọc Lâm sợ và néo đứt dây, nên thầy vội đổi giọng nói. Không phải tôi không biết thành tâm, thiện chí của cô, song cô nên hiểu rằng, người xuất gia học đạo cần làm những việc khó khăn, nhẫn những điều khó nhẫn. Bỏ nhà đi tu, đó là việc khó làm. Nhưng nếu không quyết tâm hy sinh sự vui sướng riêng của mình, không phát nguyện phục vụ những người khổ đau, thì làm thế nào để đạt được mục đích xuất gia? Nếu cô không dứt bỏ được thường tình đàn bà, cứ bịnh rịnh như mọi người khác, thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ xuất gia? Lời nói nghiêm trang của Ngọc Lâm lại như một tiếng chuông cảnh tỉnh vang dội trong lòng trầm mê của nàng. Vương Tiểu Thư ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trên trời mấy sợi mây trắng lướt qua, từ một ngọn cây gần đấy vọng vào tiếng chim kêu ríu rít. Vương Tiểu Thư không đáp câu hỏi của Ngọc Lâm, nàng chỉ buông một tiếng thở dài, rồi im lặng trầm ngâm. Tiểu Thư, cô hãy nhìn những cánh hoa rơi trên mặt bàn xem,
mới hôm qua hãy còn tươi thắm, mỹ miều, thế mà sáng đã ú vàng, tàn tạ. Ai dám bảo đảm tuổi thanh xuân của chúng ta? Ai dám nói chúng ta trẻ mãi, không già, sống hoài, không chết? Bởi thế người thông minh phải tỉnh táo, sáng suốt, đừng toan già mới tin theo Phật, bao nắm mồ hoang rạc thiếu niên. Tôi mong cô hãy mở rộng nhãn quan và mạnh dạn tiến bước trên con đường sống mới. Tôi hoàn toàn hiểu lời thầy nói. Vương Tiểu Thư nhíu mày, lẩm bẩm. Hiểu sao vẫn chưa quyết định? Ngọc Lâm nắm được cơ hội. Tôi chỉ hy vọng được thầy dạy bảo luôn luôn. Điều đó có thể được, song cần nhất là cô phải thật giác ngộ. Ngọc Lâm thấy trời sáng đã lâu, trong lòng chỉ mong chóng thoát khỏi dinh tể tướng, nên thầy nói cho qua chuyện. Vậy thầy về đi, lát nữa tôi sẽ bẩm với cha mẹ tôi, và tôi xin gánh chịu mọi cách khó khăn cho thầy. Vương Tiểu Thư cuối cùng quyết định. Thế tôi về, cô hãy giữ mình cẩn thận. Ngọc Lâm sáng chói như viên bạch ngọc, lúc thầy vừa ra khỏi cổng thì nghe thấy tiếng Thúy Hồng vọng lại. Thưa cô, sao cô thức sớm thế? Chương 6. Sau khi từ giả Vương Tiểu Thư và tướng phủ, Ngọc Lâm lủi thủi một mình trở về chùa Sùng Ân, thầy có cảm tưởng như một tù binh vừa được phóng thích, thầy thấy nhẹ nhõm, khoan khoái. Ánh nắng ban mai hòa dịu rọi trên hai gò má Ngọc Lâm, gió sớm hay hãy lướt qua mặt thầy, trên đường vẫn chưa có người qua lại, và sự tịch mịch còn tràn ngập mặt đất. Thời khắc ấy, Ngọc Lâm có cảm tưởng như mình vừa mất một vật gì, song chỉ một phút sau, thầy nghĩ đến sự tôn quý và thanh sạch của cuộc đời còn nguyên vẹn, bất giác thầy đắc ý và mỉm cười một mình. Ngọc Lâm bước nhanh thêm, cửa tam quan chùa Sùng Ân đã hiện ra trước mặt thầy. Hai con sư tử oai hùng ngồi trước cửa tam quan như mỉm cười tiếp đón thầy ca khúc khải hoàn. Ngọc Lâm cũng hãnh diện đưa mắt nhìn chúng. Trong lòng thầy tưởng sư phụ biết tin thầy về sớm chắc cũng vui mừng. Ngọc Lâm đang nghênh ngang tiến vào cửa, thì từ sau pho tượng Bồ Tát Di Lặc có chiếc bụng thật to, người sư huynh duy nhất của thầy, là Ngọc Lâm, một vị sư suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, vội chạy ra chặn thầy lại. Sư đệ, chúng mình đã từ cực lạc thế giới trở về đây hả? Sư huynh chỉ nói nhảm mà, tôi sẽ mách sư phụ cho coi. Ngọc Lâm biết sư huynh vốn lười biếng, nên xưa nay cứ coi thường, thậm chí còn chán ghét là khác. Sư phụ cũng đã hiểu thế giới cực lạc được xây cất ngay trên sự nhơ nhớp và đau khổ của chúng sinh. Tôi không thèm nói với sư huynh. Ngọc Lâm nhìn Ngọc Lam với ánh mắt khinh miệt. Ngọc Lâm vẫn chưa hết tính kiêu ngạo, nhất là đối với sư huynh Ngọc Lam. Tôi nói cho chú biết, hoa sen sạch sẽ, thơm tho cũng từ nơi bùn lầy, nước đục mà nhô lên. Sư huynh có biết lúc này tôi đang muốn gặp sư phụ không? Ngọc Lâm tỏ vẻ bực dọc. Phải tìm sư phụ đâu xa, chú gặp tôi nói chuyện với chú cũng thế. Sư huynh cả gan thế kia à? Sư huynh nói không sợ sư phụ. Âm thanh ngôn ngữ đều là vô thường, lời nói của tôi không có cả gan. Xưa nay sư huynh không thích nói chuyện với ai, sư huynh là người chỉ thích ăn, không muốn làm, chỉ thích ngủ, không chịu tu. Tại sao hôm nay cứ nói lải nhải hoài vậy? Xin Bồ Tát chỉ giáo. Tôi đâu dám. Tiền đồ của chú sáng lạng vô cùng, thanh danh sẽ tràn khắp muôn phương. Tôi không thích nghe lời khen của sư huynh. Xin mời. Ngọc Lam cười khà, đứng tránh sang một bên nhường lối cho Ngọc Lâm. Ngọc Lâm ngẩng đầu đi thẳng. Ngọc Lâm rẽ qua lối vào tịnh thất của hòa thượng trụ trì, lòng thầy đang rộn lên niềm hân hoan vì tưởng tượng đến Vương Tiểu Thư đã được cứu sống và cảm hóa, thì từ nãy giờ lại bị ông sư huynh làm cho cục hứng. Thầy hồi tưởng từ khi đi tu, thầy đã phải nghe bao nhiêu người đàm tiếu về sư huynh. Thầy nhớ rõ đã có lần họ nói sư huynh của Ngọc Lâm có bữa ăn hết 8 tô cơm. Nói đến sư huynh của Ngọc Lâm thì chán mớ đời, chỉ thích ăn, cấm chịu cất nhất việc gì. Sao mà hòa thượng trụ trì nuôi được ông đệ tử quý thế? Các ông không biết chứ, hòa thượng trụ trì Thiên Lệch Thấy Mồ, ngài thường khen là ngài nuôi toàn đệ tử giỏi cả, cứ như rồng như voi. Nhưng kiểu rồng, voi mà cứ ăn với ngủ thế thì chẳng thà nuôi mèo, chó để chúng bắt chuột giữ nhà còn hơn. Những lời chê cười của những kẻ thiển kiến nồng nổi ấy như mũi dao đâm xói vào tim Ngọc Lâm. Thầy tự nghĩ, có một sư huynh như vậy thật xấu hổ. Ngọc Lam là Ngọc Lam. Ngọc Lâm nói với các người dèm chê. Các ông nói thì nói một người, việc gì cứ phải nói sư huynh của Ngọc Lâm để dây dưa cả đến tôi. À, hễ động đến ông anh quý là ông em lại bên ngay. Mọi người đáp một cách chế giễu. Ngọc Lâm cho rằng có một người sư huynh như vậy thật xấu hổ suốt đời, bởi thế thầy càng chán ghét ông anh. Còn đang nghĩ lan man thì Ngọc Lâm đã đến cây nhãn trước cửa tịnh thất của hòa thượng. Lúc ấy thầy mới sửa soạn lời lẽ để thuật lại cho hòa thượng nghe các việc đã xảy ra trong đêm tân hôn hôm qua tại tướng phủ, đồng thời những ý nghĩ về ông sư huynh cũng chìm xuống dần dần. Ngọc Lâm chắp tay chào hòa thượng rồi đứng sang một bên và kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách rất tỉ mỉ. Nghe xong,
Hòa thượng khẽ nở một nụ cười hiền từ, ngài khen trí sáng suốt và chí kiên quyết của Ngọc Lâm đã không để cho danh lợi và tài sắc cám dỗ, song ngài lại sợ Ngọc Lâm vì thế mà kiêu ngạo hơn, nên với giọng vừa khen ngợi, vừa khuyên bảo, ngài nói: Ngọc Lâm, con đã cắt đứt được mối duyên nghiệp giữa con và Vương Tiểu Thư một cách rất hợp tình, hợp lý, thầy cũng biết trước là con sẽ hành động như thế, lần này con đã tỏ được niềm kiên trinh xuất gia học đạo, và nêu cao nhân cách thuần khiết của con đã biết giữ mình song thầy khuyên con cũng phải tôn kính người khác, hai đức tính đó người học Phật không thể thiếu được. Con xin ghi nhớ lời sư phụ chỉ dạy. Bây giờ con lại trở về với chiếc đèn hương trên điện Phật, công việc của con sau này sẽ rất bề bộn, sự quang vinh của tăng đồ sẽ hoàn toàn nhờ cậy nơi con phải giữ mình thận trọng. Ngọc Lâm chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của lời hòa thượng trụ trì. Lúc ấy sư chú thị giả vào thưa là có mấy vị lão tăng đến thăm hòa thượng, Ngọc Lâm chắp tay cúi đầu rồi lui ra. Ngọc Lâm trở về căn phòng nhỏ của mình đàn trái chùa sau Phật điện. Thấy Ngọc Lâm mới từ tướng phủ trở về, mọi người trong chùa ngạc nhiên, súng lại hỏi thăm. Sư ông Trực Nhật là người đầu tiên nói với Ngọc Lâm: Sư ông Ngọc Lâm, ồ không, công tử con quan tể tướng, thầy mặc bộ áo này trông càng đẹp trai thêm. Thầy thật là chuột sa chỉnh gạo, vương tể tướng quyền cao, chức trọng, ngài lại gọi thầy vào làm rể, đã được vợ đẹp lại nhiều tiền của, sau này ông Nhạc lại cất lên làm quan, thật là sung sướng, ai thấy cũng phát thèm. Nhưng mới có một đêm, tại sao thầy đã về? Sư ông coi vườn hỏi. Ngọc Lâm không trả lời câu hỏi của họ vội, thầy nhìn họ mỉm cười, rồi chỉ vào chiếc giường của mình mời họ ngồi, còn mấy người thấy căn phòng chật hẹp không vào ngồi, chỉ đứng ngoài cửa, trông họ như những người đi săn tin. Trước mắt họ, lúc này Ngọc Lâm là một nhân vật rất uy quyền, không ai muốn bỏ qua dịp phỏng vấn hiếm có này. Ngọc Lâm vội cởi bộ áo mới của chàng rể ra, rồi từ từ khoác tấm áo nâu cũ mềm, rách mướt vào, đồng thời ngỏ lời cảm ơn người đã thay chiếc hương đèn cho mình trong ngày hôm qua. Sao thầy lại mặc áo nhà chùa nữa vậy? Chúng tôi nghe nói hôm qua thầy đã thành hôn với Vương Tiểu Thư rồi mà, thế thầy không vào tướng phủ nữa? Sư bác trong việc gánh nước ngạc nhiên hỏi. Không vào nữa. Ngọc Lâm thông thả vuốt lại những nếp gấp nhăn nheo trên áo. Sao không vào nữa? Chúng tôi nghe nói Thiên Kim Tiểu Thư thương yêu thầy lắm mà. Nàng yêu thầy thế nào, thầy có thể kể lại cho chúng tôi nghe một lượt không? Sư bác trong nom cửa ngõ hỏi. Mọi người reo lên như phụ họa. Đúng, đúng. Việc này ngoài sư ông Ngọc Lâm ra không ai có thể biết được. Người này một câu, người kia một câu, Ngọc Lâm thấy khó chịu, song cũng không thể tìm cách thoái thác. Thầy đưa mắt nhìn một lượt, rồi thung dung đỉnh đạt, nói với mọi người: Thưa quý vị, xưa nay tôi vốn là người an phận thủ thường, chưa từng cùng ai thảo luận qua vấn đề luyến ái, và thật cũng không biết thảo luận ra sao. Còn đối với Vương Tiểu Thư, từ thuở cha sanh mẹ đẻ, hôm qua chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên, chẳng ai dám nói đến yêu đương, vậy dĩ nhiên là tôi không gì để kể lại. Thầy nói dối, hôm qua sau khi thầy vào tướng phủ, thầy tri khách mới nói là hôm Vương Tiểu Thư đến chùa lễ, đã tỉ tê nói chuyện với thầy mà. Đó là nguyên nhân mà sư bác trong nom cửa ngõ muốn Ngọc Lâm thuật lại chuyện luyến ái giữa thầy và Vương Tiểu Thư. À, hôm ấy cô chỉ hỏi có mấy câu, và cũng có cả thầy tri khách ở đấy. Nhất định hôm ấy còn nói nhiều chuyện ấm ớ lắm à. Nói xong, chú gánh nước cười sằng sặc, vậy thầy thử thuật lại hôm Vương Tiểu Thư đến lễ xem nào. Họ vẫn cứ tò mò, và hình như không hỏi cho ra nhẽ thì họ không chịu. Hôm ấy cũng chả có gì đáng nói. Sau khi Vương Tiểu Thư lễ xong, thầy tri khách kêu tôi lên, tôi không thể không tuân mệnh. Khi tôi lên thì cô ấy chỉ hỏi tôi có hai câu. Hỏi sao thầy đẹp trai thế phải không? Bác coi vườn sổ sàng hỏi và mọi người phá lên cười. Ngọc Lâm hơi đỏ mặt, thầy đã hiểu tính tình của họ và cho họ là những người không đáng kể. Cô ấy hỏi tôi có hai câu một cách rất lễ phép. Hai câu gì? Sau câu hỏi của bác gánh nước, mọi người đều nhìn Ngọc Lâm. Lúc đầu cô ấy hỏi là mỗi ngày thắp hết bao nhiêu hương, nến. Thế thầy trả lời thế nào? Tôi nói thắp hết lại thắp, chứ không có tính. Cô ta hỏi gì nữa? Sau cô ấy lại hỏi trong chùa có bao nhiêu người, và pho tượng chính giữa có phải tượng Phật Thích Ca Mâu Ni không? Câu này tôi nhờ thầy tri khách trả lời hộ, chứ tôi không trả lời. Sau đó cô ấy và người hầu gái ra về. Trong khi họ chất vấn như một ông quan tòa hỏi khẩu cung, Ngọc Lâm thấy lòng bực bội, nếu câu chuyện không liên quan đến vấn đề rắc rối, thì nhất định thầy phải cho họ một bài học. Thôi, thế đủ rồi. Thầy coi kho nói vọng vào. Giờ xin hỏi thầy Ngọc Lâm, người đi tu nếu không giữ được giới cấm mà hồi tục, thì việc đó Phật cũng cho, tại sao thầy không nhờ cơ hội này nắm lấy hạnh phúc mà lại trở về? Hay Vương Tiểu Thư không biết chiều chuộng, hoặc tiền tài, danh vọng của họ không đáng quý bằng lý tưởng của thầy? Dứt lời, thầy coi kho đưa mắt nhìn mọi người, tỏ ra mình có kiến thức cao minh. Thầy nói rất đúng, nếu không giữ được giới, Phật cũng cho hồi tục,
và đó không phải là việc xấu xa, song thầy nên hiểu rằng tôi không phải là người không giữ được giới. Còn nói đến hạnh phúc, chiều chuộng, danh vọng và tiền tài, thì những người tu hành chân chính không nên ham cầu. Mục đích của người học Phật chân chính là giải thoát khỏi vòng sinh tử, khổ não, đến cảnh giới vĩnh viễn yên vui. Tôi vào tướng phủ làm rể là theo tiếng gọi từ bi phát ra từ đáy lòng, vì muốn cứu Vương tiểu thư mà tôi bắt buộc phải đi. Hiện giờ mục đích cứu người đã đạt, tôi còn ở lại làm gì? Những lời của Ngọc Lâm như một tiếng chuông buổi sớm, thức tỉnh bao nhiêu người ngu si trong mê mộng. Mọi người đều tỏ vẻ cảm phục và nhìn Ngọc Lâm bằng ánh mắt tôn kính. Ngọc Lâm mỉm cười đắc ý: thầy cùng với con gái người ta bị nhốt trong phòng một đêm mà. Thầy coi khó hỏi gạn: đúng vậy, song tôi nhờ cơ hội ấy để thuyết pháp. Thầy thuyết những gì? Ngọc Lâm lại đem chuyện tối hôm qua kể lại một lượt, và cuối cùng nói: sau hết Vương tiểu thư không phải người con gái tầm thường, nghe lời tôi, nàng giác ngộ ngay cho nên mới chịu để tôi trở về, không bao lâu có lẽ nàng sẽ xuất gia. Nghe nói người hầu gái của Vương tiểu thư rất tức với thầy, tại sao vậy? Họ còn đang hỏi lai rai, thì đúng lúc ấy thầy Tri Khách và thầy Duy Na mở cửa Phật điện tiến vào. Những người hiếu sự và tò mò ấy thấy họ thì liền ngậm miệng, chắp tay cúi đầu và đưa mắt nhìn nhau. Ngọc Lâm, mừng thầy đã về. Thầy Tri Khách và thầy Duy Na đều cười: bạch quý thầy, tôi đang định lên chào quý thầy, thì quý thầy lại đến đây rồi, xin quý thầy tha lỗi. Ngọc Lâm chắp tay, tỏ vẻ ân hận: vừa giờ chúng tôi đưa mấy vị khách tăng vào thăm hòa thượng trụ trì, hòa thượng đã đem chuyện của thầy nói hết cho chúng tôi nghe, ý chí của thầy thật là sắt đá. Thầy Tri Khách đối với vị sư hương đang trẻ tuổi ấy bất giác cũng khởi lòng kính mến. Các người không còn việc gì làm nữa sao mà súng xích cả lại đây? Thầy Duy Na đứng bên cạnh, thái độ uy nghiêm như một ông tướng lãnh, hỏi những người tò mò: nếu lát nữa hòa thượng trụ trì đưa các vị khách tăng đi xem các nơi, họ mà thấy các người tụ tập cả một đống ở đây, họ sẽ cười là chùa này không có quy củ, thế bây giờ không đi làm đi, còn đứng thưởng cả ra đây hả? Cả bọn lui lủi giải tán, sau mấy lời khen ngợi và khích lệ Ngọc Lâm, thầy Tri Khách và thầy Duy Na cũng đi làm phận sự của mình. Lúc này Ngọc Lâm mới có thì giờ xếp đặt lại căn phòng lung tung, bừa bãi của mình, vừa thu dọn. Ngọc Lâm vừa nhớ những lời nói của mọi người lúc nãy, thầy hơi tức mình, đồng thời cũng lại buồn cười. Thầy tự nghĩ, đại đa số những người ấy không biết làm cách nào nữa, mới đến ở chùa, tăng không ra tăng, mà tục cũng chẳng phải tục. Lúc bé ở nhà không được học hỏi, khi đến chùa cũng không chịu tìm hiểu đạo lý, suốt ngày làm quần quật những việc khổ cực và cứ nghe lời nói và nhìn cử chỉ của họ cũng đủ biết họ là những người không hơn gì bọn phàm phu tục tử. Rồi cũng nhân những người ấy mà Ngọc Lâm nghĩ đến những người xuất gia không hạn chế. Xuất gia là một việc cao quý khó làm, mỗi vị sư phải là người gương mẫu, mô phạm và là bậc thầy của dân chúng, song chế độ xuất gia quá bừa bãi đến nỗi di hại cho Phật giáo rất nhiều. Một số lớn tăng chúng không nhận chân được nhiệm vụ cao quý của người xuất gia, sứ mệnh thiêng liêng của tăng già, nên phần nhiều họ đã có phụ chí xuất gia. Có người tưởng rằng dành cho được chức vị trụ trì là đã đạt mục đích xuất gia, cũng có người cho rằng mỗi ngày vài buổi tụng kinh niệm Phật thế là đã làm trọn nhiệm vụ người tu hành rồi. Lại còn một số như sư huynh Ngọc Lam, ngoài việc ăn, ngủ ra, không còn việc gì khác. Một đoàn thể xuất gia phức tạp như vậy thì làm sao duy trì và hoằng dương được Phật Pháp? Đang lúc Ngọc Lâm suy nghĩ lan man về những vấn đề ấy, thì hòa thượng trụ trì cùng mấy vị tăng khách mở cửa tiến vào Phật điện. Ngọc Lâm thấy họ đứng trước Phật điện chắp tay, cúi đầu, vội đến đánh ba tiếng chuông để tỏ lòng cung kính các bậc tôn túc. Các vị khách tăng lễ Phật xong, hòa thượng trụ trì chỉ vào Ngọc Lâm nói với họ: đây là tiểu đồ đệ Ngọc Lâm. Mắt các vị khách tăng đều hướng về Ngọc Lâm. Hòa thượng trụ trì lại bảo Ngọc Lâm: Ngọc Lâm, con hãy lại chào các vị đi. Ngọc Lâm vội đến vái mỗi vị một vái. Các vị khách tăng mỉm cười nhìn Ngọc Lâm và đều nói Ngọc Lâm là người thông minh, nếu có dịp, phải cho đi các nơi để học hỏi thêm. Lúc họ đi ra, Ngọc Lâm nghe thấy một trong những vị khách tăng hỏi hòa thượng trụ trì: hòa thượng được tất cả mấy người đồ đệ? Không dám, mới chỉ được có hơn một người. Một trận cười vang lên. Họ đi ra hồ sen phía trước chùa. Sau khi hòa thượng trụ trì nói với các vị khách tăng như thế, một làn mây nghi ngờ vẫn lên đầu óc Ngọc Lâm. Thượng trụ trì nói hơn một người đồ đệ, thì một nửa người nhất định phải là sư huynh Ngọc Lam, còn một người là chỉ chính mình, vì sư huynh là người lười biếng, nhất định sư phụ không thể coi như một đồ đệ. Tuy nghĩ thế, song Ngọc Lâm vẫn không tin một cách quyết đoán, lòng hiếu thắng cứ rây rứt thầy. Mãi đến tối, Ngọc Lâm tưởng phải lên hỏi sư phụ cho ra nhẽ, thầy rón rén bước vào phòng hòa thượng trụ trì, lúc đó ngài đang ngồi ngay ngắn, nhắm mắt trên giường. Bạch sư phụ đã yên nghỉ chưa ạ? Hòa thượng trụ trì khẽ mở đôi mắt. Ngọc Lâm ấp úng: sư phụ nói là sư phụ có hơn một người đệ tử. Ừ, con và sư huynh là hai người kia mà. Không,
con chỉ có thể được xem như một nửa thôi. Sư phụ nói một người là chỉ cho sư huynh. Hòa thượng trụ trì gật đầu. Ừ. Lời hòa thượng trụ trì như một bát nước lạnh dội lên đầu Ngọc Lâm. Thầy không dám hỏi gì thêm, thầy lui ra. Thầy không thể tưởng tượng hòa thượng lại có thể nói như thế. Ngọc Lâm trở về phòng ngủ, mở tung cửa sổ ra, nhìn ánh trăng lấp lánh trên các tàu lá chuối, lẩm bẩm: mình chỉ được coi là một nửa đồ đệ thôi. Chương 7. Từ khi biết sư phụ coi mình chưa hẳn là một người đồ đệ, Ngọc Lâm thấy lòng tự ái bị thương tổn rất nhiều. Thầy tự nghĩ, giả sử mình có một người sư huynh hơn mình cả về tài, đức và trí tuệ, thì sư phụ bảo mình là nửa đồ đệ, mình cũng cam lòng. Đằng này sư huynh Ngọc Lâm chẳng những đã không có tài, đức, học thức, mà lại lười như bọ, chỉ ăn với ngủ thế mà được coi là một đồ đệ, như vậy thử hỏi trên cõi đời này công lý ở đâu? Theo ý Ngọc Lâm thì hòa thượng trụ trì thật bất công, bởi thế tâm tư thầy thường thắc mắc bấn loạn. Ngọc Lâm tự nghĩ mình chịu khó, chăm chỉ không phải mong người đền bù, thưởng công, song cũng phải biết cho lòng mình. Bây giờ mình lại không bằng cái ông sư huynh lười biếng ấy, thì biết rằng sự lý ở đời này thật éo le. Vì có tâm trạng như thế, cho nên Ngọc Lâm ngoài mấy thời công phu ra, cũng chẳng chịu cất nhắc việc gì nữa, nét mặt lúc nào cũng ủ rũ. Trong chùa ai cũng bảo là thầy nhớ Vương tiểu thư, hoặc cho rằng sau khi rời bỏ Vương tướng phủ, thầy hối tiếc, cho nên buồn rầu suốt ngày. Kỳ thực nỗi lòng của Ngọc Lâm duy có hòa thượng trụ trì và sư huynh Ngọc Lâm mới biết, còn sự phỏng đoán của mọi người chỉ là theo sự nông nổi và thiển cận của thế gian. Biết thế nên hòa thượng trụ trì và sư huynh Ngọc Lâm không lấy làm lạ khi thấy Ngọc Lâm trở nên chểnh mãn với việc tu trì. Thanh niên ai cũng có tính hiếu thắng, và chính vì không chịu để ai hơn mình nên mới có lòng tự tôn, tự ái. Ngọc Lâm vốn có tính dương dương tự đắc và không bao giờ tự ti mặc cảm. Thầy vào làm rể trong tướng phủ và đã cảm hóa được Vương tiểu thư một cách nhanh chóng, rồi lại trở về khoác manh áo tu hành, đó đều nhờ ở điểm lý trí thắng tình cảm. Thế mà không bỏ dẹp được tính hiếu thắng để tỏ ra đức tính hoàn toàn trong trắng như một đóa hoa sen thơm tho vừa nhô lên khỏi vũng bùn lầy. Ngọc Lâm buồn bã như thế đã mấy ngày. Một hôm, mọi người trong chùa vừa ăn điểm tâm xong thì hòa thượng trụ trì gọi cả Ngọc Lâm và sư huynh Ngọc Lâm vào phòng riêng của ngài. Gần đây hai con đều tỏ ra tu hành chăm chỉ lắm. Nói xong hòa thượng Thiên Ẩn bảo họ ngồi xuống chiếc trường kỷ bên cạnh phòng. Hằng ngày con không ngủ nghỉ, chỉ cố công tu trì, song rất tiếc đến nay vẫn chưa biết được mình. Sư huynh Ngọc Lâm nói với hòa thượng về công lao tu hành của mình, cố nhấn mạnh ba chữ không ngủ nghỉ, mục đích để Ngọc Lâm nghe rõ. Bạch sư phụ Từ Mẫn, con không dám nói dối và che giấu sư phụ, hàng ngày mà con không ngủ nghỉ thì không được. Nghe Ngọc Lâm nói, Ngọc Lâm thấy ngứa tai, vì thầy cho là ông sư huynh nói dối thế mà sư phụ lại nhận là một đồ đệ. Bởi thế giọng Ngọc Lâm có vẻ châm biếm, nhưng Ngọc Lâm cứ cười khà và lờ đi như không nghe. Hai con đều chịu khó cả, nhất là Ngọc Lâm, thầy biết xưa nay chăm chỉ lắm. Nói xong, hòa thượng Thiên Ẩn đứng dậy đi đến cái tủ để kinh sách ở góc phòng. Ngọc Lâm vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên sau câu khen ngợi của hòa thượng. Lúc đó Ngọc Lâm đã thấy khó chịu, thầy đưa mắt nhìn hòa thượng, cái nhìn bao hàm nhiều lời muốn nói. Ngọc Lâm nghĩ, xưa nay sư phụ rất sáng suốt, không hiểu ông sư huynh đấu hót thế nào mà khiến cho sư phụ mờ đi, có lẽ nào sư phụ không nghe thấy một lời phê bình của mọi người trong chùa. Ngọc Lâm lại quay sang nhìn ông anh quý đang cười khà, lòng chán ghét của thầy tự nhiên như lại trào lên. Thầy cho rằng ông anh vốn là người chỉ thích ăn chứ không thích làm, mà giờ dám nói với sư phụ là không ngủ nghỉ, thật trơ trẽn, dối trá. Ngọc Lâm tin rằng dối trá như thế, sư huynh sau này nhất định sẽ gặp những việc rủi ro, khổ sở. Ngọc Lâm chỉ nhìn Ngọc Lâm, mỉm cười tựa hồ như đã đọc thấy tư tưởng của ông em. Lúc đó hòa thượng trụ trì trở ra, tay bưng một chồng sách. Từ xưa kinh Phật được lưu truyền đều nhờ ở công sao chép, đây là hai bộ kinh Pháp Hoa chép bằng tay, hai con mỗi người phải sao lại một bộ, viết cho đằng tả càng chóng càng hay, tối đa là nửa tháng, đây là dịp để thử tài viết của hai anh em xem ai hơn ai. Xin phụng mệnh sư phụ, con tưởng hạn nửa tháng là đủ lắm rồi. Ngọc Lâm tỏ vẻ kiêu hãnh và lại ái ngại nhìn ông anh. Ngọc Lâm cười hì hì, không nói năng, đỡ lấy chồng sách, chắp tay chào hòa thượng rồi ra về. Khi từ biệt, Ngọc Lâm gọi Ngọc Lâm ra trái nhà khẽ nói: sư đệ, chú hãy giữ gìn sức khỏe, đừng cố gắng quá. Sư huynh muốn tôi phải cảm tạ nỗi quan tâm của sư huynh đối với tôi. Đó là lòng thành thực của anh đó thôi. Cảm ơn lòng tốt của sư huynh. Kinh Pháp Hoa có 7 quyển và tất cả gần 8 vạn chữ. Ngọc Lam vừa nói vừa chỉ vào chồng sách dày cộm ôm trên tay và tỏ vẻ lo lắng. Ai bảo sư huynh ngày thường không chịu gắng công, ngoài ăn với ngủ,
chẳng chịu mó đến việc gì, bây giờ tôi còn cách nào giúp sư huynh được? Không phải tôi muốn nhờ chú chép hộ, trong nửa tháng trời sợ phần chú cũng vội vàng lắm rồi, có điều tôi mong là trước mặt sư phụ, chú đừng nói tôi chỉ ăn với ngủ suốt ngày, sợ nếu sư phụ giận mà đuổi tôi ra khỏi chùa thì tôi không biết đi đâu. Hôm nay sư huynh mới biết thế hả? Sư huynh tự hỏi xem hàng ngày sư huynh có sống đúng cuộc đời của người xuất gia không? Ăn rồi ngủ, ngủ chán sư huynh lại đi lang thang, người ta chê cười, bình phẩm sư huynh không thèm để ý, quần áo lôi thôi, đi đứng thì lắc la lắc lư, nói không giữ lời, chẳng còn có uy nghi lễ độ gì, hành vi của sư huynh như thế ai người ta còn nể hòa thượng, và làm mất cả thể diện của tăng đồ. Thật oan cho tôi. Ngọc Lam nói. Những lời tôi nói có đúng sự thật không? Ngọc Lam hỏi vặn. Tôi không muốn nói với chú những việc ấy, tôi chỉ yêu cầu chú trước mặt sư phụ, chú đừng bảo tôi là người lười biếng. Thế thôi, tôi tưởng chúng ta cùng theo một thầy, tôi nói như thế là mong sư huynh sửa đổi, cũng là vì danh dự chung của Phật giáo, còn nghe hay không, hoàn toàn quyền sư huynh. Từ nay trở đi, tôi sẽ không nói nữa, sư huynh cứ yên tâm, song sư huynh nên nhớ rằng, cái kim bọc lâu ngày cũng lồi ra, sư huynh giấu mãi sư phụ sao được. A-di-đà Phật, chú mình tốt lắm, tôi biết không phải chú nói những chỗ xấu của tôi để phô trương những cái tốt của chú. Ngọc Lam cười xòa rồi bỏ đi thẳng. Ngọc Lâm cũng trở về phòng riêng, vừa đi vừa tự nghĩ, sư huynh biến nhát, ngày thường không chịu luyện tập viết lách, trong nửa tháng trời mà bộ kinh dạy như thế thì chép xong làm sao? Lúc ấy sư phụ mới biết sư huynh là người vô dụng và không thể coi mình kém sư huynh được. Từ hôm ấy những nỗi buồn vơ vẩn trong lòng Ngọc Lâm tan biến, thầy ra công chép, không kể ngày đêm, mục đích viết cho xong bộ kinh trước ngày hạn định càng tốt để tranh hơn với sư huynh. Thỉnh thoảng thầy lại lén đến phòng của Ngọc Lam để dò xét tình hình, song lần nào thầy đứng ngoài khe cửa nhìn vào cũng thấy Ngọc Lam nằm ngủ trên giường, ngáy o o, tuy mừng thầm, song Ngọc Lam nghĩ đến tính lười biếng của sư huynh vẫn không đổi, phụ lòng tin tưởng của sư phụ, thầy cũng thấy lòng buồn rười rượi. Thấm thoát đã đến ngày thứ 14 của thời hạn chép kinh, chiều hôm ấy Ngọc Lam đã hoàn thành công việc, lòng thầy phấn khởi vô cùng, thầy dự bị mang kinh lên trình sư phụ ngay để ngài biết công việc của thầy, dù sư huynh Ngọc Lam có chép xong chăng nữa cũng đến mai mới đem lên. Thời gian đó vẫn chậm hơn thầy, vả lại nửa tháng nay Ngọc Lâm vẫn thấy sư huynh ngủ hoài, dù có là thánh mà không làm việc cũng chẳng xong. Nghĩ đến đấy, Ngọc Lâm cảm thấy thỏa mãn và khắp khởi bưng kinh lên phòng hòa thượng trụ trì. Khi đến cửa, Ngọc Lâm sửa lại khăn, áo chỉnh tề, đưa tay gõ vào cánh cửa ba cái, phía trong có tiếng vọng ra. Cứ vào, lập tức Ngọc Lâm mở cửa bước vào. Bạch sư phụ, con đã chép xong kinh rồi ạ. Vừa nói Ngọc Lâm vừa đưa bộ kinh mới chép cho hòa thượng. Chép mất 14 ngày. Hòa thượng trụ trì bấm đốt ngón tay. Vâng, con sợ sư phụ mong nên cố chép xong sớm một ngày. Mãi hôm nay con mới đem lên, đâu có sớm. Con chắc sư huynh con chậm hơn con nhiều. Ngọc Lâm nói một cách rất trang trọng và quyết đoán. Sư huynh Ngọc Lam đã đưa lên cách đây 3 hôm rồi. Hòa thượng trụ trì đưa tay chỉ vào chồng kinh cao ngất trên chiếc bàn đối diện. Sư huynh chép xong đã 3 ngày rồi. Ngọc Lâm kinh ngạc. Con đến dở ra mà xem, chữ ông ấy viết rất rõ ràng và đẹp đẽ. Ngọc Lâm mở quyển kinh thứ nhất ra coi, thì ngay ở trang đầu đã thấy một hàng chữ rất ngay thẳng, Sa môn Ngọc Lâm kính sao? Quái thật. Ngọc Lâm tự hỏi. Hòa thượng trụ trì hiểu rõ tâm trạng của Ngọc Lâm lúc ấy, liền an ủi. Con cũng chưa quá ngày hạn định, vả lại sư huynh đã xuất gia lâu năm hơn con, sự thật như vậy, con bất tất phải buồn. Bạch sư phụ, con không buồn. Ngọc Lâm gấp quyển kinh lại. Không phải con thấy sư huynh hơn con mà con ghen ghét, trái lại, không lúc nào con không mong cho sư huynh hơn con. Nếu trí tuệ, đạo đức và tài năng của sư huynh đều hơn người thì điều đó không những sư phụ vui mừng mà còn vẻ vang cả cho con. Song thật con không biết sư huynh dụng công ở chỗ nào, hàng ngày con chỉ thấy sư huynh ăn rồi ngủ, con tưởng sư phụ cũng thừa biết điều đó. Vậy mỗi lúc sư huynh làm việc gì phải nói với mọi người mới được sao? Ngọc Lâm không đáp. Hòa thượng trụ trì tiếp. Đại đa số chỉ thích xét người qua một khía cạnh, chỉ thích tìm những chỗ xấu của người mà không chú ý đến điểm tốt của họ, do đó mới thường khinh người. Ngọc Lâm, con là người thông minh mà cũng không hiểu được sư huynh con. Cõi đời này là một cõi vĩnh viễn không bao giờ phân biệt được đen, trắng, phải, trái. Bao nhiêu người hiện tại đã bị hiểu lầm và mai một vì người đời không có mắt nhận xét. Còn bao nhiêu kẻ tiểu nhân khéo trang diện bề ngoài thì người ta cho là hiền nhân quân tử. Trên thế giới có người nào có trí nhận xét một cách chân chính? Sư huynh con bề ngoài tuy hiện tướng hình phàm nhưng trong tu mật hạnh của Bồ Tát, nếu dùng con mắt thế tục thì không thể nhận xét được sư huynh đâu. Ngày nay tuy trong đoàn thể xuất gia hết sức phức tạp, song trong đó không phải không có những vị Bồ Tát có đạo tâm lớn, họ không màng đến tiểu tiết, phóng đãng hình hài, vượt hẳn ra ngoài thế tình. Nếu khinh khi họ, sẽ phải chịu tội báo.
Nghe xong, Ngọc Lâm sững sờ, đứng ngây người như một pho tượng. Một lát sau, với giọng ăn năn, thầy nói: Con thực cũng không hơn gì người đời, con đã lầm hiểu sư huynh, này nghe sư phụ chỉ dạy, con thấy lòng xấu hổ vô cùng. Con biết thế là tốt lắm rồi. Hòa thượng trụ trì gật lia lịa. Cuối cùng con vẫn có trí tuệ hơn người và một phong độ cao thượng. Thầy rất hiểu tinh thần tự tôn, tự trọng và nhân cách đặc biệt của con. Song so với sư huynh thì con chỉ có thể xem được như một nửa người đệ tử của thầy mà thôi. Ngọc Lâm hổ thẹn cúi đầu. Con yên tâm về dụng công thêm, con rất có phúc báo và thiện duyên. Con chỉ cần cố gắng hơn nữa, sự nghiệp của con sẽ huy hoàng và tương lai nhất định sẽ hơn sư huynh. Con nguyện không phụ ân của Tam Bảo và không phụ lòng mong mỏi của sư phụ. Con sẽ làm theo lời sư phụ đã chỉ dạy. Được lắm, không biết sau này thầy còn sống để được thấy không? Thôi con hãy về nghỉ đi. Ngọc Lâm bái biệt sư phụ rồi kéo lê những bức nặng nề trở về phòng riêng. Nửa tháng trời hí hửng đến đây là kết thúc. Càng nghĩ lại, thầy càng thấy hổ thẹn, càng hổ thẹn, chàng càng thấy lòng day dứt. Tại sao từ trước đến giờ mình cứ khinh dễ sư huynh? Bây giờ chỉ còn cách lên trước bàn Phật để sám hối. Nghĩ thế rồi, Ngọc Lâm mặc áo chỉnh tề lên Đại Hùng Bảo Điện, ngồi trước tượng Phật Thích Ca có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thành kính lễ bái, nhìn gương mặt từ bi hỷ xả của đấng cha lành. Tuy thầy có cảm giác lâng lâng, song vẫn không xua đuổi được lòng buồn phiền, tự trách. Ngọc Lâm tự lẩm bẩm: Lẽ ra mình không nên coi thường sư huynh, bây giờ làm thế nào để sám hối người? Chương 8. Từ đấy trở đi Ngọc Lâm lúc nào cũng thấy lòng băn khoăn, thầy chỉ mong có cơ hội để xin lỗi sư huynh. Song hình bóng Ngọc Lâm đã biến mất từ mấy hôm nay, không ai còn thấy ông nằm khuèo trong căn phòng vắng vẻ ấy nữa. Một người đã thấy mình có lỗi với kẻ khác thì lương tâm lúc nào cũng cắn rứt. Khi gặp ai, Ngọc Lâm có cảm tưởng như người ấy đang nhìn mình và nói: Ông là người khinh mạng, ông thường coi rẻ sư huynh, song thật thì sư huynh là người tu mật hạnh của Bồ Tát. Ngọc Lâm cúi đầu, nhắm mắt, không dám tự nhìn mình. Một hôm, Ngọc Lâm đang làm việc ngoài vườn, bỗng cảm thấy đói lòng, song cách bữa ăn còn xa, thầy thất thểu về phòng ngủ. Vừa đặt chân lên ngưỡng cửa, thầy thấy trên bàn một gói gì to to, thầy bèn mở ra xem thì đó là gói thức ăn, ngoài đề mấy chữ, biếu thầy Ngọc Lâm, lòng thầy bắt đầu nghi ngờ. Ai mà tốt thế, tại sao họ biết đúng lúc mình đang đói mà đưa đến cho những thức ăn ngon thế này? Thôi, mặc kệ, mình cứ ăn mấy miếng đã, rồi nói sau. Đang lúc đói như cào ruột nên Ngọc Lâm cũng chẳng muốn biết ai là người đã đưa gói thức ăn đến cho thầy. Rồi cách ít lâu Ngọc Lâm lại thấy gói thức ăn trên bàn, Ngọc Lâm cứ ăn, song tuyệt nhiên không biết ai đưa đến, mà cũng không tìm ra tung tích người ấy. Ngày tháng thoi đưa, tiết trời đã dần dần trở nên lạnh, và trời bắt đầu vào đông, ngoài sông cửa, gió bất thổi vù vù, tuyết rơi lả tả. Một hôm như thường lệ, vào khoảng canh năm, Ngọc Lâm thức giấc rồi lên thắp đèn, hương trên điện Phật. Sau đó thầy ra hiên chùa gióng một hồi khánh để đánh thức các sư trong chùa dậy lên khóa sáng. Thầy vừa bước ra khỏi cửa thì một cơn gió lạnh hắt vào người thầy làm cho toàn thân cống buốt. Đánh hiệu xong, thầy thấy hai bàn tay cứng đơ. Tuy thầy không cảm thấy khổ sở, song mùa đông giá rét mà quần áo mỏng manh thì người ta ai ai cũng khó chịu. Ngọc Lâm tưởng vào phòng lấy tấm cà sà khoác thêm cho đỡ lạnh. Khi đến nơi thầy thấy một chiếc áo bông mới, giày không biết ai đưa đến, gấp rất gọn gàng để trên giường. Ngọc Lâm nhìn kỹ, thấy áo may rất cẩn thận và dày dặn. Khi dở ra, thầy lại thấy một mẩu giấy nhỏ gấp bên trong và trên đề mấy chữ: Trời lạnh, biếu thầy Ngọc Lâm để mặc cho đỡ rét. Thầy càng hoài nghi và vô cùng kinh ngạc. Thầy tự nghĩ, lúc này trời vẫn chưa sáng và các sư trong chùa cũng vừa mới thức giấc, ai đã đưa chiếc áo này đến đây sớm thế, mà cũng không để tên lại. Hơn nữa trong chùa thì không ai có áo này, đến sư phụ cũng chỉ mặc áo vải thô sơ, chứ đâu có thứ tơ lụa mịn màng thế này, ai để tâm săn sóc đến mình tốt quá thế. Do chiếc áo ấy, Ngọc Lâm lại nhớ đến gói thức ăn cách đây mấy hôm. Nhìn nét bút trên mẫu giấy, thầy biết đó là chữ của một người học giỏi. Song suy nghĩ mãi, thầy vẫn không đoán ra người tốt bụng đó là ai. Cuối cùng thầy tự nghĩ, có lẽ Vi Đà Bồ Tát giúp ta. Chắc ngài thấy mình là người thanh niên học đạo, xa cha mẹ, xa quê hương, ngài thương lòng nhiệt thành của mình, nên lúc đói thì cho thức ăn, mà khi rét thì cho áo mặc. Thật là một việc không thể tưởng tượng. Song nếu là Vi Đà Bồ Tát giúp mình, thì tại sao ngài phải gọi mình là thầy Ngọc Lâm? Suy đi, nghĩ lại, rốt cuộc Ngọc Lâm cũng không hiểu rõ. Ngọc Lâm tự an ủi: Thôi, không cần nghĩ nhiều, đã đề rõ tên mình, vả lại trời đang lạnh buốt, mình cứ mặc đại rồi sau sẽ hay. Ngọc Lâm không dám tiết lộ những điều bí mật đó với ai, thầy chỉ khắp khởi mừng thầm và mang lòng hoài nghi một mình. Từ đấy, Ngọc Lâm gia công lễ bái Vi Đà Bồ Tát để tạ ơn.
vì theo thầy thì ngoài Đức Vi Đà Bồ Tát ra không ai giúp đỡ thầy như thế. Thầy đi tu đã 5-6 năm nay, tuy trong chùa người trên, kẻ dưới ai cũng yêu quý thầy, song về phương diện ăn, mặc thì thật không ai đặc biệt quan tâm đến thầy. Trước kia đại khái thầy nghe người ta kể nhiều chuyện về Đức Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát, nên giờ thầy chỉ biết tin thế thôi. Một hôm sau khóa lễ tối, Ngọc Lâm trở về phòng thì thấy một người đang nằm trên giường của thầy, nhìn kỹ thầy mới biết đó là sư huynh Ngọc Lam đã biến mất mấy hôm nay. Sư huynh đấy à? Lần đầu tiên Ngọc Lâm gọi Ngọc Lam một cách thân mật và cung kính. Ừ, tôi đây. Ngọc Lam bước xuống giường, cặp mắt sáng quắc. Tôi đợi chú mà ngủ thiếp đi, đáng lẽ tôi đi lâu rồi nhưng lại nghĩ đến ngày mai chú sẽ bị thầy Duy Na mắng nên phải nán lại để báo cho chú biết trước. Tại sao mắng? Ngọc Lâm ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng làm việc gì chú cũng nên để ý là hơn. Tôi chả làm gì nên tội. Biết rồi. Vậy tại sao sẽ bị mắng? Tôi có cảm tưởng như sáng mai chú sẽ làm cho cả chùa đều lỡ công phu. Sư huynh nói thế là thế nào? Tôi không còn thì giờ để giảng giải, chú hãy cẩn thận coi chừng thời giờ. Nói xong, Ngọc Lam đi ra cửa. Sư huynh, xin sư huynh cho tôi giải thích rõ với sư huynh một vài chuyện. Ngọc Lâm không để ý đến chuyện riêng của mình, trước kia thầy hay khinh thường sư huynh, mấy hôm rồi được sư phụ chỉ bảo cho nên lương tâm thì ân hận, thầy tưởng nhân cơ hội này, thầy tỏ bày lòng ăn năn hối cải của mình. Sự giải thích hay nhất là đừng giải thích gì cả. Ngọc Lâm cười xòa rồi bước ra khỏi phòng. Sư huynh vẫn còn ghét tôi. Đừng nói thế, tất cả sự tình ở đời đều là hiểu lầm cả, người ta biết căn cứ vào sự tưởng tượng chủ quan, chứ thật không có gì đáng ghét hay không đáng ghét. Ngọc Lâm nhìn bóng Ngọc Lam mờ trong bóng đêm. Nếu trước kia mà như thế thì Ngọc Lâm đã mời ông anh ra khỏi phòng từ bao giờ rồi. Song hiện giờ thì Ngọc Lâm đã biết sư huynh Ngọc Lam bề ngoài tuy tỏ vẻ bình phàm, song trong tu mật hạnh của một vị Bồ Tát. Cho đến hôm nay Ngọc Lâm mới thấy lời nói của sư phụ chứa đựng một triết lý sâu xa. Thầy tự trách mình trước kia cho là lời nói của Ngọc Lam là hàm hồ, rồ dạ, thật oan uổng cho người. Lúc này Ngọc Lâm trở lại ngồi phân tích những lời của Ngọc Lam. Ông nói sáng mai Ngọc Lâm sẽ làm lỡ công phu của mọi người trong chùa, lại bảo thầy phải cẩn thận nhớ giờ giấc, và còn nói ngày mai thầy sẽ bị mắng nữa, nghĩ một lát thầy chợt hiểu ra. Ngọc Lâm cho rằng sư huynh biết chắc sáng mai thầy sẽ ngủ trưa, không nhớ giờ giấc để đánh thức mọi người dậy lên khóa sáng, cho nên nói lỡ công phu. Vì ngủ trưa tức là không làm trọn bổn phận, mà đã không trọn bổn phận thì đương nhiên là thầy Duy Na sẽ khiển trách. Sư huynh quá lo xa, ngày mai mình sẽ dậy đúng giờ, không sai một phút. Làm cho lời phỏng đoán của sư huynh trật lất để tỏ cho sư huynh biết mình cũng không phải người vô dụng. Trước khi lên giường ngủ, Ngọc Lâm nhớ lại lời nói của sư huynh, thầy lại nhất định không chịu nằm, cứ ngồi chờ cho trời sáng để đi đánh thức mọi người, khiến cho sư huynh không thể coi thường được thầy. Nghĩ thế lòng Ngọc Lâm càng phấn khởi, thầy ngồi xem kinh đợi cho trời sáng. Đêm khuya, gió lạnh cảnh chùa trở nên tịch mịch, thanh u không khác gì lãnh cung của một vương phi thuở xưa. Một mình Ngọc Lâm ngồi trong căn phòng vắng vẻ, ngọn đèn dầu lạc tỏa ra một ánh sáng mờ, vàng nhạt, hình bóng của Ngọc Lâm in trên tường, một mình một bóng với chiếc giường, ngoài ra không còn vật gì khác. Ngọc Lâm xem kinh Hoa Nghiêm, thầy đã hết tư tưởng vào chân lý viên dung vô ngại trong hoa tạng thế giới, thầy thể nhập được trí tuệ sâu xa của chư Phật và Bồ Tát, sau thầy lại nghĩ đến tinh thần cầu đạo của Thiện Tại Đồng Tử, 53 lần đi tham học, lòng thầy kính ngưỡng vô cùng. Thầy xem đã khá lâu, nhưng đêm đông dày đặc, vẫn chưa thấy tiếng gà kêu sương. Ngọc Lâm thấy tinh thần mỏi mệt liền gấp quyển kinh lại và ngồi nhắm mắt tham thiền. Thần trí Ngọc Lâm trở nên hôn mê. Thời gian như một dòng nước chảy đều đều, mỗi khắc mỗi trôi qua, trời đã sáng rõ, Ngọc Lâm vẫn còn tọa thiền. Mở cửa. Tiếng thầy Duy Na oang oang trên Phật điện. Ngọc Lâm bừng tỉnh. Chết chữa, sáng trật ra rồi, Ngọc Lâm vội vàng và làu nhàu lên mở cửa chính điện. Ngủ như chết giả ấy, thầy nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Thầy Duy Na trừng mắt mắng Ngọc Lâm. Tôi nhớ lắm xong trót lỡ. Ngọc Lâm tự nhận lỗi. Trời sáng thế này mà chưa dậy đánh hiệu, còn bảo là nhớ. Gần đây tôi coi bộ thầy cũng không khác gì ông anh quý của thầy, chỉ ăn với ngủ. Tôi đâu sánh được với sư huynh tôi, xin thầy đừng quá khen, tôi và cả thầy nữa, chúng ta còn kém người xa lắm. Ngọc Lâm tỏ ra không chịu. Thầy dám láo với tôi à? Thầy Duy Na, xin thầy đừng giận. Trước kia tôi cũng như thầy, chúng ta đều tự phụ, cho mình là ghê gớm lắm, kỳ thực chúng ta đều là những người kém cỏi. Những người thật hiện tại thì ta lại cho họ là vô dụng, đó là điểm ngu si của loài người. Giờ bác lên giọng dạy đời hả? Thầy Duy Na cáu thêm. Ngọc Lâm không nói nữa, đến cầm chiếc dùi khánh đánh một hồi,
thầy Duy Na đứng mắng theo nhưng Ngọc Lâm giả đò như không nghe. Trong lòng Ngọc Lâm nghĩ, sao sư huynh biết hôm nay mình nhỡ giờ, và sao biết trước thầy Duy Na sẽ mắng mình. Bây giờ Ngọc Lâm mới nhận thực sư huynh không phải là người tầm thường. Ngọc Lâm đi tìm sư huynh, nhưng không thấy. Đến tối, ngất ngưỡng như say rượu, sư huynh Ngọc Lâm bước vào phòng ngủ của Ngọc Lâm. Sư đệ, làm chú bực mình quá hả? À, sư huynh, mời sư huynh ngồi. Ngọc Lâm đứng dậy. Tôi không có thì giờ ngồi nói chuyện với chú, tôi có việc phải đi ngay. Sư huynh, sao sư huynh biết hôm nay tôi nhỡ giờ? Tôi cũng không biết. Hôm qua sư huynh nói rõ ràng như thế mà. Chú cho là rõ ràng thì nó rõ ràng. Tôi bảo chú hãy cẩn thận giờ giấc mà chú sợ nhỡ giờ, kết quả là nhỡ giờ thật. Điều đó chả có gì lạ cả, sợ nhỡ giờ, đâm ra nhỡ giờ thật. Ngọc Lâm suy nghĩ câu nói của sư huynh. Sư đệ, tôi xem chú có vẻ còn thắc mắc một vấn đề gì. Kể thì tôi còn thắc mắc nhiều vấn đề, xin sư huynh chỉ giáo. Lúc này bất cứ Ngọc Lâm nói gì, Ngọc Lâm cũng sung sướng tiếp thụ. Không. Ngọc Lâm nhìn chiếc áo bông mới trên mình Ngọc Lâm. Gần đây chú lại có thêm một vấn đề chưa rõ ràng trong đầu óc chú. Gần đây thì có người đưa thức ăn và chiếc áo này cho tôi không dám giấu sư huynh, có lẽ là Vi Đà Bồ Tát giúp đỡ tôi chăng? Vi Đà Bồ Tát giúp chú. Việc lạ. Tiếng cười của Ngọc Lâm phá tan sự tĩnh mịch trong Phật điện. Không phải Vi Đà Bồ Tát. Ngọc Lâm đỏ mặt. Chú có muốn gặp vị Vi Đà Bồ Tát ấy không? Làm thế nào gặp được? Điều đó rất dễ, ngài đã đến tìm chú nhiều lần đều bị tôi cản lại, đại khái ngày mai ngài lại đến tìm chú, độ gần trưa chú ra đứng giữa đường phía ngoài chùa mà đợi, chú sẽ được thấy Vi Đà Bồ Tát. Nói xong, không đợi Ngọc Lâm đáp, Ngọc Lâm cười xòa rồi bỏ đi. Ngọc Lâm đứng thẫn thờ trong giây lát,